mình là bác sĩ nhưng mà new đưa chú S cái này bị rồi thì nên sắp ra mẹ sẽ sinh ra rồi mong lâu gì bảo chưa bán đấy, tất cả anh ấy này bị rồi tất cả luôn gì mong lâu gì bảo lúc sau ra hay ông mà mong lâu gì bảo lúc phụ lúc ở đây sau ra rồi cảm nhận này cảm nhận chắc mà rồi cảm nhận mẫu của cái tông hoa này cảm nhận mẫu sản mẫu thành nhà kế nào bị rồi ông thì chắc thà đấy hả bà thì đến mà ở xã chúng mà họ đi qua cổ tông chưa bị rồi về chỉ lâu thả bà đấy lấy chỗ cho chỗ bà cảm nhận á đi ra số lối xe nhé sang á ra bà thì cả á cảm nhận lấy qua cái sang đặt qua cái thể thả ra bà xa lý nên là thể rồi chúng mà rồi thì làm nhiều bọn nó thì nó đốt lấy phía tòa ông nó thì chúng mà rồi nên thả được bà đấy hôm nay là chị mà chị thế mà lo bộ lo ở bà đấy chị đi nhà chị thế qua mình lo xin nó cái này chú à lại là xin mình đi mà không chị có phải bây giờ chen chen thế bây giờ này chị mẹ lo mong này clip cho tao bị lao rồi lo ở yên lo ở đây rồi mà nhìn này clip thế mẹ lo nhìn này bên mà cô này bị bà mẹ alo nhiều thì mà chúng ta rồi thì lo mà cô này mà lâu này đấy chị mà xin về ô bố bác sư ông để tham mê ô rê má xe vô tao vật cho cháu thì thê mê bí lưu xin mì bìm bìm nè xin về bố bác sư ông xin lên để tham bà mê cú sợi dây trên nếp bắp súp bia này có mông lông rồi đi lông thà nào thay lại ba mẹ, cái lỗ thay lại gì mà, ai mông ta đi à, lỗ áo chế chiu, giáo qua mẹ, lỗ áo chế chiu giáo qua mẹ, chắp đi số lối xe thì đã ba đấy, đi bộ ai mông lông ta lông đi đi, ô la bi, sợi dây mông ta chắp ba bi mẹ. Hello mọi người, mà tay thái để chị mà quá khu vực mà chị mà lưu chị tay thái bà mẹ phá lưu sửa rồi một lần lấy đi bỏ la bì sửa rồi xin sắc hàn sè mẹ sè bì bì sửa rồi xin ai đi ai quá thèo thèo bì thái bà mẹ ở đó mà cũng nên cũng nên là cảm ơn tòa mà
Chị đều thay bên mẹ. Phụ xử lối xin nhé, ta chán giá mô lông hiệp bỏ lý, xin nên thức bảo vị. Vì nê chán nè bếp thịt thịt, có phí nè bếp thịt thịt. Ta chán nguyện thị, mô lông hiệp bỏ lý giá bảo vị xin. Hà lông gô, chê dụ tìm mà rê. Chê mà yê, nhìn mà nhu trọt dù ếch gô, nà yạp bí rõ, hì lạ bà ông, áp bí bà ông, lô hà lông gô, thích hò bà rê xin. Sous-titrage Société Radio-Canada.